Bấm ra này nhé, bắt đầu kia bấm đi. Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm mới ngày hôm nay, giới thiệu với anh em về một cái bộ hỗ trợ trèo cây. Bộ hỗ trợ leo trèo cây. Đây, sơ qua là anh em nhìn thấy đây. Số lượng cũng có rất là nhiều. Cả trăm đôi. Nói chung là phục vụ hàng ship đi toàn quốc cho anh em nhé. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại trên màn hình để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ của nhân viên bán hàng bên shop nhé. Giờ trước mắt là mời các bác theo dõi kỹ về sản phẩm này. Tôi giới thiệu đây là cái lô hàng hỗ trợ trèo cây, lô hàng mới. Hôm trước thì tôi cũng đã có giới thiệu rồi. Cái lô hàng đấy là lô hàng cũ. Thì đây tôi vẫn còn một đôi nữa để cho các bác xem. Để các bác có phân biệt đâu là hàng cũ, đâu là hàng mới. Thì đối với lô hàng cũ này nhé, là nó như thế này, nó không có dây, có dây đen rời đi theo cho các bác. Nói chung là như này nhé. Đây, một số các bác đã nhận được rồi. Thì hôm nay tôi giới thiệu với các bác về cái lô hàng mới. Lô hàng mới, cái này là shop mới đặt được nhé, lô hàng mới. Đây. Tôi cầm một đôi lên cho các bác xem. Cái này là cái núm, cái nhựa ống thi ô hoặc cắm vào để cho chống bị xước tay. Cái này là cái càng rất là nhọn, càng rất là nhọn nhé. Đấy, nó cắm này vào cho chỏ xước tay. Các bác quan sát này. Sắt này nhé. Sắt này là sắt phi 10. Sắt phi 10 này. Được mài nhọn. Hai đầu. Bẻ cong. Sắt tay này là sắt phi của phi 7, phi 8 nhé. Đây là cái thanh V. Thanh chữ V. Ngoài này là cái tay để móc. Tay móc để móc. Nói chung và các bác quan sát sơ cái bộ này, các bác sẽ thấy đây. Đây. Các bác sẽ thấy nhá. Sắt to, chắc chắn. Mối hàn dày, vững chãi, đẹp nha, mối hàn này này. Mối hàn dê. Mối hàn dê cả hai phân này, mối hàn dê hai phân. Và hàn hai mặt luôn. Đảm bảo chắc chắn cho các bác, hai mặt luôn, mặt trước mặt sau. Mặt nào cũng dê, nhưng mà nào cũng dê hết luôn. Đây cái tai để móc này. Tai để móc dây này, dày tới phải 3 ly, cũng hàn dê hai mặt luôn, trên mặt dưới. Đấy, độ chắc chắn này các bác hoàn toàn yên tâm. Liên kết giữa cái V này và cái càng dưới này cũng vậy này, mối hàn dê này, mặt trên này, mặt dưới này. Đấy, hai mặt, mặt nào cũng rất là chắc chắn. Và cái bộ này là cái bộ hàng lô hàng mới, nó có hỗ trợ thêm cho mình hai cái dây chun này, hai dây chun này để mình móc vào dày luôn. Đấy, cái này thì cái này là mỗi một cái này là một sợi chun gặp đôi lại. Gặp đôi lại. Các bác mà muốn ngắn hơn, nghĩa là muốn dây nó ngắn hơn hoặc là trong quá trình dùng nó nhão ra, thì các bác sẽ tháo cái mối liên kết này ra này. Tháo mối liên kết này ra và kéo cho cái dây nó ngắn lại để cho nó căng hơn. Để nó căng hơn nhé. Đây là lô hàng mới là nó như thế này. Một bộ hỗ trợ trèo cây thì bao gồm hai chiếc. Đấy, chứ không phải là một bộ là một chiếc thì các bác đeo một chân nó lại lệch không trèo được. Đấy, các bác lưu ý kỹ, một bộ là bao gồm hai chiếc. Hai chiếc này thì nó là hai chiếc thuận chiều, có nghĩa là bác đi bên trái cũng được, bên phải cũng được, không quan trọng nhé. Đây. Đây tôi sẽ đeo thử cho các bác xem. Ví dụ cái này là tôi để bên chân này là chân phải, luôn luôn lưu ý là cái chân móc ngắn ở phía trong, chân móc dài ở phía ngoài. Cái này đeo bên phải này. Đây, ví dụ như vậy. Thế cái này mà tôi đeo sang bên trái thì tôi chỉ lật ngược sang bên này là tôi đeo sang bên trái. Các bác đeo trái phải như nào cũng được, không phân biệt trái phải nhé, không phân biệt trái phải. Khi các bác đeo, bác lưu ý kỹ này, nó thiết kế cho mình cái bản này này, cái bản phẳng này, cái bản phẳng này là chính là cái chỗ để mình đạp bàn chân lên. Cái này tốt nhất là các bác đeo giày vào, đeo giày vào, đạp bàn chân lên này, và hai cái dây móc cho mình, hai dây móc cho mình. Cái này đúng ra như chắc là theo tôi nó thiết kế nó móc vào cái này này mới đúng hơn này, phải móc vào cái càng này. Khi mà dùng trực tiếp ấy là nên móc vào cái càng này. Thế còn móc vào cái quai này thì chả qua là lúc bình thường móc thôi. Đấy, các bác có thể móc vào càng hoặc là móc vào quai, tùy các bác nhé. Đây, hoặc móc vào quai như này cũng được. Nhưng mà tôi thấy là móc vào càng này nó sẽ chắc chắn hơn này. Đấy. Như này nhá. Đấy, rất là im. Rất im nha các bác nhá. Đấy, rất là im. Các bác ôm vào cây này. Cái này nằm ở trên, cái này ở dưới. Đấy. Tôi đeo nốt một chiếc nữa cho các bác xem. Nó bên này nữa nhé. Các bác lưu ý kỹ là luôn luôn đeo cái chiều tai này, chiều tai mà chiều có càng ngắn này, chiều có móc ngắn này vào phía trong,
vào phía trong này, phía trong bàn chân này này, còn phía này là sẽ bên ngoài. Đấy, phía này sẽ bên ngoài. Rồi, tôi móc vào cái càng luôn đi. Đấy, móc vào càng, theo tôi là móc vào càng nó sẽ vững chãi hơn đấy. 2 giây móc vào 2 càng. Đấy, các bác quan sát này nhá. Khi các bác trèo cây thì các bác nghiêng chân như này và ôm vào cây nhá. Thế đây, cái này ấy là tôi giới thiệu với các bác, đó là bộ hỗ trợ trèo cây, hỗ trợ leo cây. Thế còn cái này là chỉ gọi là cái công cụ hỗ trợ thôi. Các bác xem thực tế tôi giới thiệu nhé. Tôi giới thiệu này, có như nào thì các bác xem nhé. Đấy, sản phẩm có như nào tôi giới thiệu như vậy. Thế còn về cái chuyện trèo tốt hay không tốt thì nó lại phụ thuộc vào kỹ năng trèo của mỗi người. Kỹ năng trèo của mỗi người. Như tôi đây thì tôi trèo rất là dở, chắc là chỉ trèo sơ sơ thôi. Còn các bác là thợ trèo cây chuyên nghiệp, đi săn ong, đi tìm lan thì các bác trèo rất là giỏi rồi. Thêm cái bộ hỗ trợ này vào nữa thì không phải suy nghĩ, cây nào các bác cũng leo được, mẹ đảm bảo cho các bác cái độ an toàn nhé. Thì tôi nói rõ ràng là bên tôi là bên đơn vị cung cấp, bên đơn vị thương mại kinh doanh cung cấp cho các bác bộ này. Đấy, còn các bác mua về các bác dùng thì phải phụ thuộc vào cái kỹ năng trèo của các bác nữa nhé. Thế nhưng còn sản phẩm có như nào thì trên video thực tế tôi quay cho các bác xem rất là kỹ cái cách dùng thì móc như vậy. Thế còn các bác nào mà muốn chế biến hay muốn độ hay dùng như nào hay hơn thì các bác tự nghiên cứu, và các bác nào có cách nào hay hơn nữa thì comment ở phía dưới video cho anh em cùng tham khảo nhá. Đây, đây là tôi đã giới thiệu rất là kỹ cho các bác thấy cái bộ này. Và cái bộ này ấy là được, nó bằng sắt nhá, nó bằng sắt. Nhưng mà cái nước này này nó không phải là nước sơn đâu. Cái này là nước mạ. Nước mạ, có nghĩa là nước mạ nhúng, nhúng một lớp ấy. Nhúng một lớp mạ luôn ấy, không phải lớp sơn nhá, không phải là sơn xịt. Đấy. Thì nó chống được cái độ han rỉ rất là tốt, rất là bền cho các bác nhá. Thì đây là cái bộ hỗ trợ trèo cây, lô hàng mới. À, giá của nó thì là 350 một bộ nhá các bác nhá. 350 một bộ là bao gồm là hai một đôi. Một bộ gọi là một đôi đấy. Một bộ là một đôi như này này. Đấy, lô hàng mới này thì không có thêm găng tay cho các bác nhé, không có thêm găng tay. Cái lô hàng cũ, này này thì là nó có đôi găng tay này đi theo và có hai dây chun, hai cái dây dù đen đi theo để cho các bác buộc nhé. Đây là lô hàng cũ. Thế còn đối với lô hàng mới là lô hàng bên này thì nó có sẵn dây cho các bác rồi, có sẵn dây rồi và sẽ không có thêm găng tay nữa nhé. Hàng thì vẫn là 350.000 bao ship đi toàn quốc cho các bác. Các bác ở đâu cũng mua được. Cái này thì dành cho anh em thợ chuyên đi săn ong, tìm ong, săn ong, tìm lan, leo trèo, bộ hỗ trợ trèo cây cho các bác rất là hữu ích và an toàn. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi, mong nhận được sự ủng hộ của anh em nhé. Các bác mới truy cập kênh thì vui lòng nhớ bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhé. Và bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh luôn để các bác nhận được những thông báo mới nhất và những cái video mà shop đăng tải giới thiệu sản phẩm với các bác nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé.